Bà Teresa tỏ rõ thái độ với Thủy Tiên sau màn giằng mặt sâu cay của Mr. Nawaz, mâu thuẫn đỉnh điểm. Mới đây, tin đồn ông Nawaz, chủ tịch Miss Grand International và Hoa hậu Thủy Tiên được dấy lên khi cô nàng đã bị Papa bỏ theo dõi trên trang cá nhân. Bên cạnh đó, vị chủ tịch người Thái Lan cũng đã khẳng định trên trang cá nhân rằng nàng hậu đã xóa bỏ hết danh hiệu là một cách làm thiếu chín chắn. Cộng đồng mạng cũng truy cập vào trang cá nhân của Phó Chủ tịch Miss Grand International bà Teresa để soi thái độ của người này đối với Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021. Tuy nhiên, cộng sự của ông Nawaz lại có động thái gây bất ngờ. Bà Teresa không bỏ theo dõi Thủy Tiên mà còn chia sẻ hẳn hai bài đăng trên liên quan đến cô ở phần story. Điều này cho thấy việc mâu thuẫn giữa người đẹp và ông Nawaz không hề gây ảnh hưởng đến sự yêu mến của bà dành cho cô. Đặc biệt, bà Teresa luôn ghim bài tâm thư kèm theo hình ảnh khi cô nàng hết nhiệm kỳ trên trang chủ, thể hiện tình cảm mà mình dành cho mỹ nhân Việt Nam. Không chỉ bà Teresa, trước đây chủ tịch Nawaz từng rất thân thiết với Thủy Tiên sau khi người đẹp sinh năm 1998 lên ngôi. Đồng thời, ông luôn tự hào khi nhắc về cô nàng và cho rằng nàng hậu là người thành công nhất lịch sử đấu trường này kể từ khi cuộc thi được khai sinh lập địa. Đến hiện tại, việc ông Nawaz bỏ theo dõi Thủy Tiên đã gây một sự tiếc nuối lớn đối với cộng đồng sắc đẹp Thái Lan lẫn Việt Nam. Chưa kể vào tháng 10 sắp tới, cuộc thi Miss Grand International 2023 sẽ được diễn ra tại Việt Nam. Nhiều người không biết cả hai sẽ đối diện với nhau ra sao trong tương lai. Nawaz Israq Rizal được biết đến là chủ tịch của một trong 6 cuộc thi nhan sắc hàng đầu thế giới, Miss Grand International. Sau 10 năm tổ chức, cuộc thi đã đạt được nhiều thành công và đồng thời cũng được đông đảo người hâm mộ nhan sắc chú ý. Sau khi Thủy Tiên, đại diện đầu tiên của Việt Nam đăng quang cuộc thi Miss Grand International 2021, ông Nawaz đã được fan sắc đẹp Việt Nam chú ý nhiều hơn. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian gần đây, vị chủ tịch này dần mất lòng với fan nhan sắc Việt. Nguyên nhân không chỉ từ những phát ngôn gây tranh cãi mà còn đến từ loạt drama với những người đẹp Việt. Theo đó, thời điểm diễn ra Miss Grand International 2022, ông Nawaz trở thành tâm điểm gây tranh cãi khi buông lời miệt thị ngoại hình Thiên Ân. Cho đến mới đây, khi Miss Grand International 2023 chuẩn bị được tổ chức tại Việt Nam, thì drama mới lại bùng nổ và lần này liên quan trực tiếp đến con gái cưng của vị chủ tịch Nguyễn Thúc Thủy Tiên. Ngày 30 tháng 6, mạng xã hội không khỏi rôm rã khi phát hiện Thủy Tiên đã gỡ bỏ danh hiệu Miss Grand International 2021 khỏi thông tin trên trang cá nhân. Sau đó, dân tình còn bất ngờ hơn trước hành động thẳng tay bỏ theo dõi Thủy Tiên trên nền tảng mạng xã hội Instagram. Loạt động thái trên khiến khán giả vô cùng thắc mắc về mối quan hệ hiện tại của cô và ông Nawaz sau khi nàng hậu kết thúc nhiệm kỳ. Ngay sau khi câu chuyện gây ồn ào khắp các diễn đàn sắc đẹp, phía Thủy Tiên đã nhanh chóng cập nhật lại dòng danh hiệu Miss Grand International 2021 trở lại trên phần tiểu sử các tài khoản mạng xã hội của cô. Về nghi vấn rạn nứt mối quan hệ sau khi hết nhiệm kỳ, ông Nawaz và Thủy Tiên vẫn chưa có phản hồi chính thức nào. Trước đây, ông Nawaz từng hết lời khen ngợi Thủy Tiên. Thủy Tiên là một cô gái cực kỳ tuyệt vời, rất khó để tìm ra một Miss Grand International như Tiên, không chỉ ở Việt Nam mà còn trên thế giới. Đây là một cô gái cực kỳ chuyên nghiệp, luôn đúng giờ, biết cách làm việc và luôn tập luyện và nỗ lực không ngừng. Chính điều đó càng khẳng định cô gái này hoàn toàn xứng đáng sở hữu vương miện Miss Grand International. Mặt khác, mới đây nhất trên trang chủ Miss Grand Thái Lan bất ngờ đăng tải một thông tin liên quan về tiêu chí mới của cuộc thi. Cụ thể, đấu trường này yêu cầu các cô gái tham gia phải có đủ 4B bao gồm beauty, sắc đẹp, body, hình thể, brand, trí tuệ và một chữ B mới được thêm vào business, kinh doanh. Trước đây, thương hiệu Miss Grand đã truyền tải thông điệp rằng mong muốn rằng dàn người đẹp tham dự chỉ cần có đủ 3B. Tuy nhiên, chỉ business được thêm vào tiêu chí khiến khán giả cảm thấy khá bất bình rằng sân chơi sắc đẹp này đang đòi hỏi quá nhiều ở một hoa hậu. Bên cạnh đó, một số ý kiến cho rằng tham vọng thúc đẩy kinh tế của ông Nawaz quá lớn, làm cho Miss Grand ngày càng xuống giá và không còn nhân văn được như những cuộc thi khác. Nếu xét về các thí sinh đến từ Miss Grand Thái Lan, người hâm mộ sẽ hiếm khi nhìn thấy bất kỳ cô gái ngoại cỡ nào xuất hiện trên sân khấu, mà thay vào đó là dàn người đẹp cực kỳ bốc lửa và mang lại tính giải trí cao. Bên cạnh đó, những cô gái ghi danh tại cuộc thi được khuyến khích livestream để bán hàng, càng nâng số doanh thu, người đẹp đó càng đạt được nhiều giải thưởng phụ và dễ dàng lọt top hơn. Đây không phải lần đầu tiên tổ chức Miss Grand của ông Nawaz bị chỉ trích về vấn đề ham lợi nhuận. Vào năm 2022, cả cộng đồng mạng từng phải phì cười khi top 10 Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2022 phải liên tục lên sóng để bán khô gà, thực phẩm chức năng cho ông Nawaz thay vì những việc nhân ái.